Xin chào các bác Ngày hôm nay đồng hồ Quang Lâm sẽ cùng các bác trên tay một số mẫu của đồng hồ Nhật nội địa đã qua sử dụng trong buổi tối ngày hôm nay ngày 30 tháng 6 năm 2022 Trong buổi tối của ngày hôm nay thì em với các bác sẽ cùng trên tay khoảng chục mẫu đồng hồ Nhật nội địa đã qua sử dụng Và trong quá trình xem video các bác thích mẫu nào thì các bác có thể click vào đường link em để ngay phía dưới phần miêu tả của video Hoặc có thể truy cập vào website đồng hồ quang lâm.com và Tại ô tìm kiếm ở trên đầu của website thì các bác có thể tìm kiếm theo mã của sản phẩm. Thì tại đó các bác có thể check được tình trạng còn hàng hay hết hàng cũng như là giá tại thời điểm đó. À, ngoài ra thì còn rất nhiều những cái mẫu mã khác nữa mà bên đồng hồ Quang Lâm update hàng ngày ở trên website. À, các bác có thể vào trong đó để có thể lựa chọn cho mình những chiếc đồng hồ đẹp và ưng ý. À, nếu không thì các bác có thể alo trực tiếp cho bên em theo số hotline là 0834 696699 hoặc là số điện thoại bên em mới bổ sung là số 0915 559 883 và cửa hàng của bên em là tại 46 trên 429 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Hai số điện thoại này các bác nhé, 0834 69 6699 hoặc số 0915 559 883. Còn bây giờ thì em với các bác sẽ cùng trên tay chiếc đầu tiên là của Seco. Thì hôm nay em về được một chiếc của Seco rất đẹp. Và đây là một chiếc chạy bằng năng lượng solar, năng lượng mặt trời. Đây là một chiếc phiên bản của Nhật nội địa và nó là hàng chưa qua sử dụng các bác nhé. Nó là hàng đã qua sử dụng, nó là hàng lướt, à không xin lỗi các bác, hàng trưng bày. Nó không chưa qua sử dụng luôn. Các bác có thể thấy trên dây cũng như là trên uh, mặt kính về đồng hồ này nó không có bất kỳ một vấn đề gì cả. ta sẽ có đây là sẽ là quyền hướng dẫn sử dụng dành cho chiếc này các nhé chúng ta sẽ có một quyền một cái thẻ bảo hành nội địa của chiếc này nữa và cái dòng này nó là phiên bản của nội địa cho nên nó chỉ có hiệu lực bảo hành tại nội địa Nhật thôi. Trước này nó có mã là SBPE dài 119 các bác nhé. Và ngày bán ra là ngày tháng 3 năm 2022 tại một cửa hàng ở Osaka ở Hankyu. What Gallery này, số điện thoại 0663611381 là nó được bán ra bởi cửa hàng này ở Osaka. Vào tháng 3 năm 2022 và đến bây giờ họ cũng chưa sử dụng cho nên nó còn như hàng mới luôn đấy. Còn đây là cái số bảo hành của Seiko. Số uh, hướng dẫn sử dụng này. Còn đây là cái hướng dẫn các bác sạc. Cái này nó chạy bằng solar cho nên là vào một ngày đẹp trời thì các bác chỉ cần uh, đưa chiếc đồng hồ của chúng ta mang ra ngoài cửa sổ như thế này thôi. Đón đánh nắng mặt trời khoảng 5 đến 6 tiếng. Là nó sẽ sạc đầy và chúng ta sẽ dùng được 5-6 tháng Ở đây là cái... à nó có một cái thiết bị để cho các bác có thể tự tháo lắp dây tại nhà Rất tiện Đó thì đây là các cái linh tinh của chiếc này các bác nhé SBPE119 chín À, hôm qua em cũng có một chiếc uh, như thế này hàng uh, line new đây nhưng mà cái này thì hôm qua cũng đã bán cho một bác khách anh bán cho anh kiên ở trong uh, bà rịa vũng tàu chiếc này cũng rất đẹp cái này nó hôm qua cái hôm qua cũng cái này hôm qua là bao 4 triệu 300 nó cũng cùng một dòng đấy đây là những cái dòng mà, mà các bác mua hàng mới nó khá là đắt nó cũng rơi vào tầm ít nhất thì phải tầm 6 triệu rưỡi cho đến 8 triệu cho những chiếc hàng mới bởi vì cái này nó rất nhiều ưu điểm Thứ nhất là kính sapphire nguyên khối Cái thứ hai nữa là cái pin của nó là pin năng lượng Chúng ta không cần phải không cần phải không cần phải thay là nó nó vẫn cứ thế là nó chúng ta dùng thôi cái thứ ba nữa là chống nước của nó rất tốt là 100 trăm mét nước tức là chúng ta đi mưa rửa tay tắm giặt bơi lội là không có vấn đề gì cả và cái ưu điểm thứ tư của dòng này đó là Made in Japan phiên bản nội địa Nhật Chính vì vậy mà nó đắt à, Ví dụ như những chiếc hàng nó đã qua sử dụng à chưa Nó lướt thế này thì nó rất là tốt Giá nó rất là tốt Ví dụ như con này là 4 triệu 250 mươi à, Nó đã giảm đi được tương đối nhiều Bởi vì các bác có thể thấy là chiếc này nó chưa qua sử dụng một tí nào luôn á Cái này không phải xước đâu ạ Cái này nó là để chúng ta lau phát là nó hết đấy Cái này của các bác là size 41 nhé Và nó có độ dày là 11,5 Lắc tu lắc của cái này là 48,3 Với size 41 không tính núm Nó sẽ hợp với lại các bác có cổ tay tầm 15.5, 16 trở lên là các bác đeo dòng này đẹp Mặt tay của, của chiếc này thì nó sẽ là màu đen và có cả chức năng chronograph nữa thì khi các bác bấm cái nút này là cái chức năng chronograph bắt đầu nó được kích hoạt và nó sẽ tính giờ và khi mà nó tính giờ thì nó sẽ hiển thị cái số phút ở trên góc 12 giờ để cho các bác có thể quan sát là thời gian tính giờ được bao lâu thì tính giọng giờ xong thì chúng ta dừng lại và reset lại vị trí ban đầu đó Ở góc 3 giờ các bác sẽ có chữ Seiko, chữ Sola, chữ Chronograph và lịch ngày. Và xuống đến góc 6 giờ này chúng ta sẽ có giờ cái này nó là alarm là báo thức. Thế còn cái 12 với 6 12 này nó là cái giờ tính khi mà các bác tính giờ, còn số phút thì nó ở góc 12 giờ. Còn sang đến góc 9 giờ là cái kim dây, small second hàng ngày của các bác là nó sẽ hiển thị ở Góc 9 giờ Dòng này thì nó không có dạ quang mấy Dạ quang hầu như là không có các bác nhé Không có dạ quang luôn chứ không phải là không có À không, không có có ít à, không có một tí nào luôn nhé các bác nhé Dưới này là chữ Japan và V172 Bên đây là ba cái núm. Núm tính giờ, núm dừng và à, núm reset và núm chỉnh giờ, chỉnh ngày. Bên ngoài là một cái vành tachymeter. Mặt kính thì là kính sapphire nguyên khối đây các bác nhé, được phủ chống lóa mặt trong. Máy của chiếc này nó sử dụng bộ máy V172. Có khả năng chống nước là 100m nước. V172 thì nó sử dụng công nghệ solar. Các bác nhìn thấy chữ solar ở góc 3 giờ không ạ? Uh, công nghệ solar này thì nó sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trời, chuyển hóa thành pin và tích trữ trong một cục của pin ở bên trong sau đó là duy trì hoạt động cho chiếc đồng hồ. Khi các bác sạc 5 6 tiếng dưới ánh nắng mặt trời liên tục thì có thể dùng được vài tháng. Khoảng 5 6 tháng là mình có thể dùng được. Nó rất là tiện, chúng ta không cần phải thay. Tháng các bác chỉ cần sạc một lần thôi. Đó, chiếc này là phiên bản Nhật nội địa, các bác có thể thấy made in Japan ở dưới này. Cái này nó, nếu mà các bác mua hàng mới thì nó sẽ khoảng tầm 6 triệu rưỡi cho đến 7 triệu rưỡi. Còn nếu các bác mua một chiếc hàng như thế này, nhưng mà tình trạng của chiếc này thì nó không khác gì hàng mới đâu, chỉ có thua cái siêu ni lông thôi. Thì chiếc này hiện tại bên em có giá là 4 triệu 250 nghìn. bác nào quan tâm chiếc này thì hãy liên hệ với bên đồng hồ Quang Lâm. Với mã của chiếc này là 2866 các bác nhé, 2866. Tiếp theo là chiếc Hamilton. Đây là một chiếc Hamilton American Classic. Road H406760 của Thụy Sĩ các bác nhé Đây là một chiếc thuộc bộ sưu tập Road của Hamilton Thụy Sĩ và cái này nó cũng khá là đắt. Nó, nó nếu mà giá niêm yết nó khoảng hơn 50 triệu. Cái này phù hợp cho các bác uh, đang tìm chiếc đồng hồ size 44. Size to một chút. Mặt kính sapphire nguyên khối này máy H21 của Thụy Sĩ xị luôn Và chiếc này thì có giá niêm yết của hãng nó rơi vào gần Nó chính xác là 47 triệu 880 nghìn Em sẽ cùng các bác Bác bóc hộp và trên tay chiếc này Chiếc này thì nó là hàng 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 trưng bày thanh lý chưa qua sử dụng đâu Và nó thanh lý mới thanh lý ra đây thôi Chiếc này là H406760 Chúng ta sẽ có một cái thẻ bảo hành quốc tế 2 năm của hamilton dành cho chiếc này nhé đây là quyền uh, hướng dẫn sử dụng bằng các thứ tiếng chiếc này thì bên em chỉ có một chiếc duy nhất mới về thôi đây mấy tháng bên em cũng đã có về một chiếc rồi về tình trạng thì trước này nó là hàng trưng bày chưa qua sử dụng nhìn cái này cầm cái này trên tay thì nó khá là đầm tay cặp chắc tay lắm các bạn nó phải nặng gấp đôi cái đồng hồ bình thường đây là cái hộp bên trong các bác nhé Nó vẫn còn siêu nguyên các cái siêu ni lông trên thân vỏ này trên mặt kính thì chắc chắn là không có xước rồi kính sapphire dây và khóa khóa vẫn còn siêu ni lông chưa qua sử dụng dây Các bác có thể quan sát cái dây sử dụng hay không là nhìn cái dây cái là mình biết ngay. Cái dòng thụy sĩ này dây da của nó là dây xịn lắm, dây cá xấu thật đấy. Hàng mới của cái này nếu mà các bác mua có chiết khấu đại lý thì nó cũng phải tầm 40 triệu trở lên. Trước này nó là hàng trưng bày thanh lý của một cửa hàng ở bên Nhật và giá của nó sẽ rất tốt. Và bên đồng hồ Quang Lâm sẽ bảo hành 2 năm cho các bác trước này. Và tất nhiên là cam kết chính hãng trọn đời rồi các bác có thể yên tâm sử dụng. Để tên gọi đầy đủ của chiếc này có tên là Hamilton American Classic Road Auto Chronograph h một American Classic là các bác sẽ thấy cái vẻ đẹp cổ điển của các cao bồi Mỹ rồi Nó phong cách rất là bụi đời Nó to Bộ sưu tập Road Nó nằm là thuộc nằm trong bộ sưu tập đấy Cái Road là cái đường dây của xe lửa và nó là khởi khởi nguồn của thương hiệu Hamilton Thụy Sĩ. Ngày xưa là Hamilton nó sản xuất đồng hồ đầu tiên cho ngành đường sắt của Mỹ qua những chiếc đồng hồ bỏ túi đấy. Và từ đó là phát triển lên thành một cái hãng đồng hồ Thụy Sĩ lớn như bây giờ. Thì cái dòng này nó kỷ niệm nguồn gốc như vậy. Về thiết kế tổng thể thì các bác sẽ thấy một phong cách rất là hầm hố đúng không ạ? Size đường kính trước này là size 44, em sẽ đo thử thấy các bác uh, check trực tiếp nhé. Size 44. Và độ dày của chiếc này nó sẽ rơi vào khoảng 15,3, 15,2 mm. Lắc tu lắc là 51,4. Với size 44 này nó sẽ phù hợp với lại các bác có cổ tay về tầm 17 trở lên đấy thì nó mới đẹp đẹp thật cái này nó chắc chắn cái mặt tay hồ của, của nó nhìn nó cũng khá là cuốn hút các bác sẽ có cái chức năng chronograph sử dụng cái núm ở bên đây để chúng ta bấm giờ thì các bác có thể thấy là kim dây dài nó đang tính giờ đó thì cứ mỗi lần nó xoay được một phút thì cái kim ở góc uh, 12 giờ nó sẽ chỉ cho chúng ta là một phút. Đó thì các bác nhìn vào đấy là các bác sẽ biết từ thời gian tính giờ. Còn khi tính xong thì các bác reset lại vị trí ban đầu. Ở góc 3 giờ chúng ta có logo của Hamilton chữ Automatic đính ở đấy. Và xuống đến góc 4 giờ các bác sẽ có ô lịch ngày với nền trắng và chữ đen. Còn dưới góc 6 giờ đây là cái ô tính giờ. Ví dụ khi các bác tính giờ như thế này. Đó. Khi các bác tính giờ như thế này một giờ nó trôi qua thì cái ở dưới này nó sẽ chỉ thêm một vạch và nó sẽ thể tính cho các bác thêm đến 12 tiếng. Đó. Thế còn uh, kim dây hàng ngày của chúng ta nó sẽ ở góc 9 giờ, cái small second ở góc 9 giờ các bác nhé. Và đặc biệt là bộ kim kim giờ kim phút của chiếc này được uh, Hamilton làm rất đẹp. Và họ mạ màu vàng, vàng ở đây là màu vàng ta. Và tính giờ xong các bác reset lại vị trí ban đầu này. Đó, cái kim nó bật rất nhạy. Chúng ta sẽ có 12 bộ cọc số người ta làm đơn giản và làm nổi đính lên trên cái mặt hồ của, của chiếc này luôn. Đây đây là cái mặt hồ của nó các bác nhé. Để kim dây đang chạy rất mượt với tần số dao động là 28.800 nên nó mượt lắm. Bên đây là ba cái núm. Một núm tính giờ, núm reset và núm chỉnh giờ, chỉnh ngày các bác nhé. Và núm vặn cót nữa Cái này tích cót lên đến 60 tiếng cơ Mặt kính là kính sapphire cong nguyên khối loại đắt đấy các bạn Sapphire cong nguyên khối Giá niêm yết của nó lên tới 47 triệu cơ mà về Phần máy của chiếc này thì chúng ta sẽ có bộ máy của chiếc này là Máy H21 Caliber H21 của Hamilton thì đây là bộ máy được bay trên dòng Vallejo 7750 của Thụy Sĩ với bộ máy H21 là 25 chân kính, 28.800 tần số dao động và 60 giờ tích cót. Cái dòng H21 cũng như là cái dòng Valizo 7750 là chúng ta hay thấy trên cái dòng phi công của Hamilton họ hay dùng. Dòng Khaki, rồi Khaki Pioneer hoặc Spirit of Liberty cũng đều sử dụng cái dòng máy Valizo 7750 này. Thiết kế riêng cho Hamilton. Cái này là nó còn một cái siêu ni lông ở ngoài đấy các bác nhé. Siêu ni lông. Đó, đây. bóc tạm ra đã. Trong này nó có khả năng chịu nước ở đây là 50 mét nước có nghĩa là đi mưa rửa tay đầy sống nước nôi hàng ngày là ok hạn chế đi bơi các bác nhé không có đi bơi ở đây chúng ta sẽ có đầy đủ các thông số của nó này chống nước 50 mét nước kính sapphire crystal switch made này. h406760 này Đấy, à, cái H, cái mã ở trên đồng hồ và cái mã của thẻ tác ấy Nó khác nhau một chút là bởi vì cái mã này nó là cái mã lô nữa lô đồng hồ Thế còn đây là cái mã của đồng hồ Đây mã chính của nó là H406760 các bác nhé Còn đây là các cái lô hàng cho từng thị trường khác nhau Thì với bộ máy này là cũng bộ máy cũng tương đối là khủng của Thụy Sĩ rồi Trong phân khúc tầm 40-50 triệu thì chiếc này nó khoảng Nó cũng ở mức gọi là trên à, tức là nhất của Hamilton gần như là rất là bền bỉ và chính xác rồi 28.800 tần số dao động 60 giờ tích cót rồi uh, có cả chức năng chronograph bằng bộ máy cơ nữa là cũng là cái bộ máy tương đối là cao cấp rồi chiếc này nó sẽ có một bộ vỏ bằng thân thép không gì và được hãng họ mạ màu vàng ta các bác nhé và đi kèm là một bộ dây da cá sấu đi kèm tiếp nữa là một cái khóa dấu dây và vẫn còn các cái siêu ni lông ở trên uh, đồng hồ chưa bóc Đó. Chiếc này em sẽ đeo thử trên tay với size 44 Nó sẽ phù hợp với các bác cổ tay 17 trở lên Như cổ tay em 16.5 thì nó sẽ hơi nhỏ một chút đấy. Bác nào mà tay 17 trở lên thì các bác cân đối chiếc này là rất đẹp Dòng này thì nó rất là nhiều ưu điểm Các bác đặt trước bên đồng hồ quang lâm Trước đây là bên em cũng đã trên tay chiếc này cách đây gần một năm Đến tận bây giờ thì mới về được một chiếc Hôm nay nó mới về Cái ưu điểm của dòng này là nó là hàng nó siêu độc, nó hiếm Rất ít hàng Các bác có thể check mã của chiếc này như là H40676551 mà xem Rất ít hàng luôn Size nó to và hầm hố nữa Bên cạnh đó là chất men cao bồi Mỹ Rất lịch sự Nhưng mà cũng rất là bụi đời Bên cạnh đó là Hamilton trang bị cho dòng này Kính sapphire nguyên khối được phủ chống lóa Rồi uh, bộ máy H21 thị sĩ cao cấp Với độ chống nước là 50 mét nước Độ dao động là 28.800 và 60 giờ tích Đây là bộ máy rất là yên tâm để chúng ta sử dụng Nhược điểm của dòng này nó là size 44 cho nên là các bác tay nhỏ là chúng ta bỏ qua. Phải từ 17 trở lên các bác nhé. Về phần giá thì như đã nói ở trên các bác có thể thấy dòng Hamilton h 40676551 này có giá niêm yết của hãng là 1995 franc Thụy Sĩ là tương đương với khoảng 47.880.000 nếu các bác mua hàng mới chính từ hãng hàng gián niêm yết thế còn nếu các bác mua tại các đại lý thì nó sẽ có chiết khấu thì nó khoảng tầm 35 đến 40 triệu loanh quanh tầm đó cho chiếc này hàng mới và bên em cũng có thể tìm hàng mới được cho các bác còn nếu các bác có thể tìm những chiếc hàng trưng bày như thế này thì số lượng nó ít chiếc này họ giảm những gần 50 và về đến Việt Nam là chiếc này hiện tại bên em đang có một mức giá rất tốt là 22 triệu 800 thì nếu bác nào quan tâm đến chiếc này và cần check tình trạng còn hàng hay hết thì các bác có thể click vào đường link em để ngay phía dưới phần biểu tả của video hoặc truy cập vào website đồng hồ quang lâm.com vào ô tìm kiếm các bác đánh mã số của chiếc này là 2930 à xin lỗi các bác đánh mã số của chiếc này là 3044 thế còn không thì các bác có thể alo trực tiếp cho bên em theo số hotline là 0834 69 6699 hoặc là số 0915 559 883 các bác nhé số này này Tiếp theo là em sẽ trên tay với các bác một chiếc đồng hồ của Seiko, đây là một chiếc hàng trưng bày, chưa qua sử dụng. Rất là đẹp. Của Seiko các bác nhé. Hàng trưng bày. Chiếc này là của Seiko Nhật nội địa. Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Nhật dành cho dòng máy này, nhưng mà cái này nó là dòng máy pin 7T92. Hết pin là chúng ta thay ta sẽ có một cái thẻ bảo hành của seiko dành cho chiếc này và chỉ valid only in japan thôi. thẻ bảo hành này chỉ có hiệu lực tại nhật. hàng trưng bày chưa vào tên người mua. ở đây là cái hộp nội địa của nó đây các bác này. à đây còn một cái nữa. cái này là màu xanh, còn cái này một cái màu đen, một cái màu xanh. Chiếc màu xanh quân đội này của chúng ta Nó cũng có đầy đủ hộp hướng dẫn sử dụng này Của cô Seiko cô dành cho dòng máy 7T92 là máy pin Thì à, cũng valid only in Japan à, Chưa vào tên người mua Một bộ đôi luôn đây là cái hướng dẫn à quên cái thư cảm ơn của cửa hàng chiếc này được bán ra bởi một cửa hàng tên là Hybrid Style ở Osaka số điện thoại đây phách đây Cái này là nó còn thẻ tác các bác nhé. mã của chiếc này của chúng ta sẽ có mã trên thẻ tác luôn là Seco SND377R à, Chiếc này nó dành cho các bác tay nhỏ và cột tay vừa Chiếc này màu xanh quân đội Dây dù luôn Và chiếc này của chúng ta có mã là SND399P à, Chiếc này nó là màu xanh màu xanh Xin lỗi các bác màu đen, nó là màu đen đấy ạ. Một bộ đôi. Một chiếc màu quân đội, một chiếc màu đen. Hàng trưng bày. Chưa qua sử dụng các bác nhé. Không có xước gì cả. size 38 Xin lỗi các bác size 39 39 nhé Size 39 nhé Và độ dày của nó là 9,6 Lắc tu lắc là 46 Với size 39 thì hai chiếc này nó sẽ phù hợp cho các bác có cổ tay tầm 15.5 16, 17 là chúng ta đeo đẹp cột tay nhỏ và cột tay vừa là các bác đeo dòng size 39 này rất đẹp. Có cả chức năng uh, chronograph nữa. Mặt đeo của chiếc này nó là màu đen và có chức năng chronograph tính giờ này. Khi các bác bấm tính giờ thì kim dây dài nó mới chạy. Thời gian thì nó sẽ được uh, tính giờ xuống dưới góc 12 giờ và à, góc 6 giờ và góc 12 giờ là tính phút ở đây chúng ta sẽ có cái dạ quang thì như các bác có thể thấy nó sẽ trên kim giờ trên kim phút trên các cọc số này là có dạ quang nó sẽ như thế này các bác nhé bên ngoài này chúng ta có một cái vành trang trí la bàn và khi các bác tính giờ xong để cho nó đỡ hết pin thì các bác dừng lại và cho reset lại vị trí ban đầu khi mà không cần tính giờ thì các bác cho nó dừng lại để nó tiết kiệm pin cái này là em test dạ quang các bác có thể thấy dạ quang nó cũng sáng đấy trên kim giờ kim phút này một hai bốn năm bảy tám mười mười một là có dạ quang các bác nhé đây là dạ quang của chiếc màu xanh lịch ngày thì ở góc 3 giờ ở à, cái dòng này thì nó sẽ được trang bị kính hát crystal kính khoáng cứng chống xước của của seco và nó có đi kèm là một bộ dây vải bố đồng hồ hỏng dây chưa hỏng dây này dây của quân đội nên nó rất bền và nó chống nước tốt nó không thấm nước nó được bệnh bện bởi các cái sợi cước mà nó không thấm nước dòng này thì nó chạy pin các bác nhé sử dụng bộ máy 7T92 sử dụng pin ở đây chúng ta sẽ có là chống nước 100m nước này motor resistance 100m movement Japan case in China tức là cái này được lắp ráp và kiểm định tại nhà máy của Seiko tại Trung Quốc sau đó là cái này được sản xuất dành riêng cho thị trường nội địa Nhật và hai chiếc này thì nó đều là hai chiếc của trong thị trường nội địa Nhật hết một chiếc màu đen một chiếc màu xanh hai chiếc hàng trưng bày thanh lý nhá thì hiện tại hai chiếc này em đang có mức giá rất tốt là một triệu sáu cho chiếc màu đen có mã là hai chín sáu một cái màu xanh này nó có giá nó là một triệu bảy nó bị em em nhập vào nó bị đắt hơn một một tí đắt hơn một một uh, mấy trăm yên ấy. thành ra là nó lên là một, một một triệu bảy còn cái màu đen là một triệu sáu thì bác nào quan tâm chiếc màu đen thì nó có mã là 2961 Và chiếc màu uh, xanh thì nó có mã nó có giá là 1 triệu 7 2977 các bác nhé Trên tay của em là 16.5 thì nó sẽ như thế này đó, Rất đẹp đấy chứ các nhỉ Có hơn triệu bạc mà mình mua được cái đồng hồ chính hãng của Seiko rồi các bạn Thằng trưng bày còn chưa qua sử dụng luôn đây các bác có thể thấy thằng sau đít của nó này không có một vết xước vỏ này kính khoáng cứng hatlick crystal chưa có một vết xước nào cả đó thì bác nào quan tâm chiếc này thì liên hệ với bên em nhé cái này có mã là 2977 tiếp theo em sẽ trên tay với các bác một bộ đôi đồng hồ của Seiko thì cái này nó chạy bằng năng lượng mặt trời và hai chiếc hàng đã qua sử dụng hết hai cái này là hai cái hàng đã qua sử dụng rồi nhưng mà nó là một đồng hồ đôi các bác nhé thì ở đây chúng ta sẽ có một cái của nam một cái của nữ như các bác có thể thấy là đều có hướng dẫn sử dụng của Seiko dành cho dòng máy solar V157 V158 đều sử dụng cái hướng dẫn sử dụng này hết cái nữ này của chúng ta thì nó sẽ còn cái giấy ở đây là giấy hướng dẫn các bác sạc đó vào một ngày trong một tháng tức là một tháng một lần các bác mang ra cửa sổ sạc khoảng 5 đến 6 tiếng là chúng ta sẽ dùng được 5 6 tháng đây các bác chỉ cần để như thế này thôi chiếc nữ này chúng ta sẽ có một cái thẻ của nó đây chiếc nữ này là stpx 033 sử dụng bộ máy V138. Chiếc này được bán ra ngày 6 tháng 9 năm 2018 ở Seiko Outlet ở Mitsui ở tỉnh cái này nó là gì? Fukuyama. Fukuyama Ken, là tỉnh Fukuyama ở dưới vùng cự của Nhật. Số điện thoại đây các bác nhé. sẽ có ba mắt thừa của chiếc đồng hồ nữ ở bên trong này. Chiếc đồng hồ nam thì chúng ta sẽ có ba cái mắt thừa. Đi kèm Cái dòng này thì nó chạy bằng năng lượng solar Mặt kính sapphire Và chống nước 100m nước là những cái ưu điểm của dòng này Và bên cạnh đó là giá dạ hàng đã qua sử dụng thì giá nó sẽ tốt Chiếc này có giá là 2 triệu 350 nghìn của nữ nam Và cái của nữ này là bao nhiêu đây 1 triệu 750 nghìn Hai dòng này thì nó đều chạy bằng năng lượng solar các bác nhé Về tình trạng Thì ở đây em có một chiếc hàng là Đã qua sử dụng nhưng mà nó còn rất đẹp cũng hầu như là cũng không có xước nhiều đâu, chỉ có xước lông mèo nhỏ nhỏ thôi. Mặt kính sapphire không có xước này, vành benzen của nó thì cũng còn sáng choang. Rất đẹp đấy. Không có vấn đề gì đâu các bác nhé. Chiếc của nam nó còn được khoảng đến 95-96%. Cái của nữ này. Cái của nữ chúng ta sẽ thấy có một chút xíu cái xước răm ở trên vành Benzene này. Nhưng mà về tổng thể thì nó vẫn còn rất đẹp. Cái của nữ nó cũng còn phải tầm tính 95%. Hai cái thì nó thiết kế nó cũng gần gần như nhau. Và đều là hai phiên bản nội địa Nhật. Các bác sẽ thấy là lịch bằng tiếng Nhật ở góc 3 giờ. Lịch ngày, lịch thứ này kim giờ, kim phút Kim dây và bộ 12 bộ góc số cũng được mạ màu vàng PVD Ở dưới góc 6 giờ có chữ Solar Như cái của Nam này nó có size là Size 37,5 các bác nhé 37,5 Và độ dày là 9,4 Trong khi đó cái của nữ có sai là 29,5 và độ dày là 7,9. Thì cái này đều được trang bị kính sapphire nguyên khối. Và máy thì nó sử dụng máy pin solar như dòng này như các bác có thể thấy là nó sử dụng bộ máy V138 của Seiko và đây nó phiên bản made in Japan. Tiếp theo là cái Cái này cũng sử dụng bộ máy V158 này. Ở made in Japan, chống nước của dòng này là chống nước cơ bản. 50 mét nước. 50 mét nước các bác nhé, là đi mưa rửa tay, tắm giặt uh, hàng ngày. Không có bơi lội. Mặt kính sapphire, sử dụng máy pin năng lượng mặt trời. Size 37,5, size 29,5 cho cái nữ. Thì với size 37,5 này thì các bác sẽ thấy là nó cũng khá là dễ đeo cho các bác của tay nhỏ của tay vừa đấy còn mắt thừa, còn hộp, thấy cái của nam, nữ à, hàng mới, hàng đã qua sử dụng. Em có một chiếc hàng mới, hàng này là hàng săn siêu được một chiếc đây. cái này cũng là phiên bản nội địa nhật. cái hàng mới này thì nó chưa bóc tem và đầy đủ hộp, còn nguyên siêu. như các bác nếu mà các bác thích hàng mới thì hiện tại em đang có một chiếc hàng mới đây ba triệu bảy trăm bảy mươi nghìn hàng mới À đây, thông tin của cái này nó sẽ có thông tin đây nhé. SBPX085. Và mã của à, giá của nó là 22.000 Yên đã có thuế. Là nó khoảng tầm 4 triệu rưỡi đến 5 triệu. Thông số của cái này nó sẽ là sử dụng pin năng lượng mặt trời này. Sai số hàng tháng là cộng 15 giây. Cộng trừ 15 giây. Nếu mà sạc đầy thì nó dùng được hẳn 10 tháng rồi. Chứ không phải là 5-6 tháng đâu. Made in Japan Thì với cái hàng mới này là 3 triệu 770 Mã là 2554 Thế còn cái hàng đã qua sử dụng lướt Còn 95% này Thì bên em có giá là 2 triệu 350 nghìn Và mã là 2871 Cái của nữ này size 29,5 Tình trạng còn khoảng 95% Giá là 1 triệu 750 nghìn Và mã là 3006 Thì bác nào quan tâm chiếc nào thì hãy liên hệ với lại bên em <laughs> tiếp theo là một số mấy cái của citizen em sẽ trên tay với các bác lần lượt từng chiếc một một chiếc citizen chạy bằng năng lượng eco drive năng lượng ánh sáng cái này là nó cạnh tranh với seiko đây Chiếc này thì nó cũng đã qua sử dụng rồi và tình trạng của nó là hàng trung bình. Đầy đủ hộp sổ hướng dẫn các thứ linh tinh. Chiếc này là được bán ra vào ngày 23 tháng 12 năm 2020 bởi một cửa hàng tên là The Outlet ở tỉnh Hiroshima. Đây là quyển hướng dẫn sử dụng của nó này. 23 tháng 12 năm 2000. À xin lỗi các bác, 23 tháng 12 năm 2019. Thì đây là cái đồng hồ này đầy đủ hộp sổ này. Nhưng mà tình trạng của cái này xấu lắm. Cái này nó các bác sẽ thấy là nó sẽ bị xước ở trên mặt kính rồi, nhưng không sao, nếu sau này các bác cần thì có thể độ lên thành kính sapphire là xong luôn. Cái này nó là kính khoáng cứng cho nên nếu mà dùng không giữ gìn nó sẽ bị xước như thế này. Nó sẽ có xước. Cái này thì thực ra nếu các bác cần thì có thể mang ra thợ họ spa cho là nó sẽ hết các cái vết xước này. Chiếc này thì nó sẽ có cái giá nó sẽ rẻ. Chỉ có hơn 2 triệu một chút thôi. Dây này Tình trạng của chiếc này thì nó còn khoảng 80% các bác nhé bị xước các thứ ở trên mặt kính rồi. 39,5 là size của chiếc này. Dày 11,3. Lắc tù lắc là 46,1. Với size 39,5 này nó phù hợp với lại các anh có cổ tay tầm 15.5 trở lên chúng ta đeo rất đẹp chạy bằng năng lượng eco drive không cần phải thay pin nhé các bác nhé và cũng khá là nhiều chế độ kính khoáng cứng chống xước và phiên bản nhật nội địa made in japan made in japan sử dụng bộ máy e 820 thì những cái này thì bên em cũng đều có những cái hướng dẫn sử dụng các bác cần thì liên hệ với bên em cái này nó không phải là vặn nút này ra để chỉnh được giờ đâu À, nó sẽ có hướng dẫn sử dụng đi kèm Bên em à, sẽ có những cái video Các bác chỉ cần làm theo video là ok Mà khi chỉnh xong rồi thì không bao giờ các bác phải chỉnh nữa Nó chạy rất chuẩn thì trước này hiện tại bên đồng hồ Quang Lâm đang có giá bán là 2 triệu 500 à, Mã của nó là 2942 Với tình trạng của nó là xấu các bác nhé Có xước ở trên mặt kính rồi Nó còn khoảng 80% nữa. 2942 giá 2 triệu 500 Tiếp theo thì em sẽ trên tay với các bác một chiếc nữa của Citizen. Cái này là một chiếc rất đẹp. Đầy đủ hộp sổ. Valid only in Japan. Chiếc này cũng là phiên bản dành cho thị trường nội địa Nhật. Nó bảo hành chỉ tại Nhật thôi. Chiếc này được bán ra vào ngày tháng 11 năm 2020 và từ ngày bán ra nó bảo hành cho chúng ta một năm. Bởi một cửa hàng tên là Tokyo Tokyo Cự Ginza. À cái này ở ở Matsu, Matsuya ở Ginza đây. Thấy có cả số điện thoại của phòng kinh doanh của cửa hàng luôn. Sử dụng công nghệ EcoDrive không cần phải thay pin mỗi ngày đẹp trời các bác chỉ mang ra cửa sổ phơi khoảng 5 đến 6 tháng 5 đến 6 tiếng thôi hướng dẫn sử dụng nữa các bác nha đầy đủ cả chiếc này hôm trước em cũng vừa lên với các bác mấy chiếc ơ cái này đẹp lắm cái này còn đẹp ui đẹp lắm luôn các bác nha không một vết xước luôn chỗ này nó có một cái vết xước hơi như lông mèo một tí là chắc là để xuống dưới bàn thôi chứ còn trên dây không có một vết xước nào luôn mặt kính không có xước này vành benzen không có một tí xước nào con này đẹp như hàng trưng bày luôn các bác nhé cái dây đằng sau này nó cọ vào đây thì nó sẽ bị xước à đây các bác thấy tại sao để vì nó cũng chưa hầu như không sử dụng đâu vì cái siêu nó còn nguyên này đây cái này em cũng có ở trước này Hôm trước cũng vừa có một chiếc Sử dụng bộ máy E660 Cái này cũng tương đối nhiều chức năng đấy Nhiều chế độ Hết chế độ nọ chỗ đội kia Tình trạng của chiếc này thì nó còn phải đến 99% đấy các bác nhé Các bác có thể thấy cái dây của nó Nó chỉ có bị cái mặt đằng sau là trong quá trình để chúng ta cái này nó cọ vào này nó hay nó bị xước mất một chút xíu À đây là đâu? Đây là cái ni lông À đây nó là cái siêu ni lông các bạn Chỉ cần bóc ra thì nó lại không có một vết xước nào đâu Đây là cái siêu ni lông đấy Nên là không phải là xước các bác nhé Trước này thì về tình trạng thì thế thì lại phải cộng thêm 0,99% Thế cái này nó là mới 99,99% ,99 các bác nhé kích thước của chiếc này là của chúng ta sẽ có sai mặt đường kính là sai tại chỗ không có núm thì nó sẽ là 44 và độ dày là 12,3 Lắc tu lắc của chiếc này là 49,6 Với size 44 này nó sẽ phù hợp cho các anh có cột tay tầm 17 trở lên Thì các bác đeo vòng này rất đẹp luôn Rất tuyệt vời Chỉnh cái này thì Bên em sẽ cố gắng làm hướng video hướng dẫn sử dụng. Các bác chỉnh cái này để... Khi mà các bác chỉnh xong thì chạy nó sướng lắm, phê lắm luôn. Các bác có thể thấy là trên dài dòng này dạ quang của nó cũng rất tốt. Kim giờ, kim phút, 12 bộ cọc số, dạ quang của nó... Đây là dạ quang đời mới đây này. Cái màu nó là màu xanh lam. Có cả giờ thế giới World Time, London, Paris, Athens các thứ đây. Tokyo, Bangkok. Có cả kim hiển thị năng lượng nữa. Như các bác có thể thấy ở trên mặt đeo của chiếc này là màu xanh tím than. Và góc 2 giờ chúng ta sẽ có lịch ngày, lịch thứ, à có lịch thứ này. Chúng ta sẽ có alarm on off này. Rồi các cái chức năng kiểm tra lượng pin, còn lại ở trong đồng hồ là bao nhiêu xuống đến góc 4 giờ này các bác sẽ có ô lịch ngày và xuống góc 6 giờ này là các cái ô chức năng như alarm này chronograph tính giờ thời xét thời gian các thứ bên đây là giờ GMT giờ ngày giờ đêm các bác nhé ngoài này chúng ta có một cái vành hiển thị các cái tên các thành phố và một cái vành benzen Tachymeter ở bên ngoài vành này không xoay được ba cái núm ở bên đây <laughs> mặt kính dành cho trang bị trên chiếc này là kính khoáng cứng chống xước các bác nhé kính khoáng cứng của citizen và dòng này thì nó chạy bằng công nghệ eco drive tức là nó sử dụng năng lượng ánh sáng để chuyển hóa thành năng lượng cho chiếc đồng hồ mà chúng ta không cần phải thay pin. Có chức năng uh, dò sóng radio để tự động hiệu chỉnh giờ cho chiếc đồng hồ này. Tuy nhiên thì ở Việt Nam mình không dò được cái sóng đấy vì nó ở xa Nhật quá nên là mình không bắt được. Cho nên chúng ta sẽ buộc phải chỉnh thủ công bằng tay vậy. Nhưng mà nếu mà chỉnh thủ công bằng tay xong là nó chạy rất chính xác luôn. Dùng dòng này nó chỉ hơi phức tạp một chút ở cái lúc chỉnh ban đầu. Bên em sẽ hướng dẫn các bác chỉnh. Rồi sau khi chỉnh được rồi thì nó lại rất ngon. Chiếc này với size 44 nó sẽ phù hợp với các bác có cổ tay tầm 16.5 hoặc ít tốt nhất là 17 trở lên thì các bác đeo dòng này rất đẹp. Mắt thừa còn ở trên đồng hồ chưa cắt. Cái này nó là co, coi như hàng trưng bày luôn đấy các bác, đẹp lắm luôn. Đây thằng sau các cái thông số mặt sau đây. Chiếc này được sản uh, Citizen sản xuất cho kỷ niệm cho các cái cán bộ công nhân viên của Kuroineko, một cái hãng vận chuyển gần như là lớn nhất của Nhật. Đây hình con mèo tha con đây là cái Kuroineko. Hãng vận chuyển, logo của hãng vận chuyển, hình con mèo tha con uh, rất là ý nghĩa. Japan Movement Case in China, chiếc này được lắp ráp và kiểm định tại nhà máy của Citizen tại Trung Quốc, sau đó là xuất cho thị trường nội địa Nhật và cái này nó sử dụng bộ máy E660 Đó, chống nước là 100 mét nước các bác nhé 100 mét nước đi mưa rửa tay tắm giặt bơi lội lặn ngục thoải mái Đấy, chiếc này rất là đẹp bác nào quan tâm chiếc này thì hiện tại bên em đang có một chiếc với giá là 4 triệu 950 nghìn và mã của chiếc này là 2938 4 triệu 950 nghìn các bác nhé Giá mã, mã là 2938 Tiếp theo là em sẽ trên tay với các bác một chiếc nữa của Citizen. Ở cái này mấy hôm trước cũng đã có một đợt về rồi hôm nay lại về thêm. Chiếc này là 4 triệu 2, mã là 2997. Cũng sự giống như cái vừa rồi nhưng mà nó 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 ít chức năng hơn. Nó chỉ có dò sóng radio để hiệu chỉnh thời gian và có giờ thế giới thôi. Chiếc này thì nó sẽ đơn giản hơn và đây nó là hàng trưng bày chưa qua sử dụng và còn nguyên các cái siêu. Chiếc này hàng trưng bày chưa vào tên người mua các nhé. Chiếc này được bán ra. Chiếc này nó có mã đây. Cái này có thông tin của nó đây. thông tin của chiếc này là Citizen CB0011 kịch ngang 69e à, cái này sử dụng H145 là tên bộ máy chiếc này được bán ra vào ngày 29 tháng 11 năm 2021 bởi một cửa hàng ở tỉnh ở Tokyo ở quận Taito ở Ueno luôn Và cái này bán từ năm tháng 9 năm 2021 nhưng mà nó chưa qua sử dụng. Nó vẫn còn uh, chắc là được tặng hoặc là người ta không dùng. Còn nguyên siêu ni lông các bác nhé. Đây cũng sản xuất uh, ra để tặng cho các cán bộ của công ty Kroineco. Đây cái, cái hình con mèo tha con đây các bác này. Hãng vận chuyển. Cái này made in Japan này. Radio control này kính sapphire à xin lỗi các bác là dòng này nó là kính sapphire đấy eh, kính sapphire đấy đây này nó ghi sapphire đây này kính sapphire các bác cái này là 4 triệu chín trăm kính sapphire đấy các bác nhé còn cái này là 4 triệu hai hàng trưng bày chưa qua sử dụng Tình trạng của nó là như hàng mới luôn các bác nhé Chỉ thua mỗi cái siêu ni lông thôi Size 43 Nó chỉ thua hàng mới ở cái siêu ni lông Với cả thua về giá thôi Chứ còn không thua cái gì cả Size dày là 10mm các bác nhé Size 43 Dày 10mm Với size 43 này nó sẽ phù hợp với các bác có cổ tay 16 5 lên là chúng ta đeo dòng này đẹp Mặt đeo hộp màu đen Và nó đơn giản hơn cái kia một chút Chúng ta sẽ có đầy đủ dạ quang trên kim giờ kim phút Và trên 12 bộ cọc số các bác sẽ thấy dạ quang của nó rất tuyệt vời Ở bên Nhật thì cái dòng radio control này nó nhiều lắm các bác ạ Bởi vì nó có cái chạm hai chạm phát sóng một cái ở Fukuoka còn một cái à quên một cái ở Fukushima còn một cái ở dưới tỉnh phía nam của Nhật nên là ở chỗ nào nó cũng dò được sóng. Thế là đồng hồ của nó nó cứ thế nó tự động nó dò sóng radio, nó giống như dò sóng FM của mình. Ấy. nó dò sóng là nó tự động nó hiệu chỉnh thời gian chứ người dùng không cần phải chỉnh cái gì cả. Chính vì vậy mà ở bên Nhật cái dòng này nó rất là thịnh, nó nhiều lắm. Rất tiếc là ở Việt Nam mình cách cái trạm phát sóng đấy nó xa quá nên là nó không không bắt được. Và nếu mà các bác muốn bắt thì các bác phải vào ứng dụng các bác đào cái ứng dụng cẩu cái sóng radio về điện thoại xong rồi từ điện thoại các bác phát sóng radio lên đồng hồ thì lúc đó nó mới hiệu chỉnh được thời gian. Thế còn cái đấy thì nó hơi phức tạp tôi coi như chúng ta bỏ qua. Thế còn ở Việt Nam mình thì không dùng được cái chức năng radio control này. Máy thì là máy eco drive các bác nhé, sử dụng năng lượng ánh sáng để để chỉ hoạt động. Ở góc bên 3 giờ này chúng ta sẽ có lịch ngày và các cái nút này là cái cái nút uh, giò sóng đấy, sóng radio, có cả lịch thế giới, là giờ thế giới và kính sapphire. Made in Japan. Dạ quang rất sáng. Rất tuyệt vời cho bộ dạ quang. 10 điểm cho dạ khoang của chiếc này Hàng độc này, hàng hiếm này các bác ạ Con này thì made in Japan này Sapphire, kính sapphire này Chống từ này Sử dụng bộ máy H145 Đấy, chiếc này với size đấy thì em sẽ đeo thử trên tay Để ướm các bác uh, Cùng uh, kiểm tra nhé Đó, tay 16.5 Đeo như thế này khá là đẹp Cái dòng này thì các bác dùng thì ít nhất thì phải 10 năm nữa nó cũng chả vấn đề gì Nó rất là bền ạ Có siêu ni lông còn nguyên Cái này thì hiện tại bên em có cái giá rất tốt Có 4 ,2 triệu 2 thôi Bác nào quan tâm trước này thì có mã là 2997 Hàng à, họ không dùng còn nguyên Hàng quà tặng ấy. <laughs> Casio Edifip Em sẽ trên tay với các bác một chiếc của Casio Chiếc Casio Edifip này dành cho các bác thuận tay trái Cái này nó có hướng dẫn sử dụng Sử dụng module 55 59 ở Casio chiếc này được bán ra bởi cửa hàng Hồng, ở Hồng Shibuya Tokyo Japan Thiệt tác của nó này Chiếc này được bán ra vào tháng 2 năm 2018 Sakuradai Tokyo chúng ta sẽ có ba cái mắt thừa ở trong đồng hồ các bác nghĩ. à, trong hộp nhé thẻ tác này chiếc này của các bác có mã là EFR 558 DB 1 AVUDF sử dụng module 5559 dành cho các bác thuận tay trái và các bác đeo đồng hồ bên tay phải và sử dụng tay trái để chúng ta chỉnh các bác nào mà thích đeo đồng hồ bên tay phải đấy thì các bác sẽ chỉnh dùng cái này nó cũng hay hoặc là các bác đeo tay trái cũng được nhưng mà khi mà chỉnh thì các bác sẽ sử dụng tay trái để các bác hiệu chỉnh cái này nó cũng khá là ít hiếm lắm Chiếc này có giá bao nhiêu 2 triệu 6 Cho một chiếc với mã là 2891 Cái này nó có cái uh, Chức năng chronograph này Chúng ta sẽ có Tình trạng của chiếc này Là hàng đã qua sử dụng Nhưng mà nó, nó còn Khá là đẹp Trên dây có sức răm thì các bác này, dây đã có sự dằm và đã có dấu hiệu sử dụng. Mặt kính thì mặt kính khoáng cứng các bác nhé. Và nó đã có một hai cái vết xước ở góc 4 giờ. Và đây nó có hai cái vết xước ở góc này và góc này. hai vết xước. Đây. Đó, hai cái vết xước đây này các bác này. Và một vết xước ở góc 4 giờ này nữa. Thế thôi. hai vết xước này thì nếu các bác cần thì có thể mang qua thợ người ta spa cho là nó hết xước ngay Casio Edifip này Đó tốc độ này Chống nước 100 mét nước này Chúng ta sẽ có 12 bộ cọc số nổi Và người ta đính dạ quang ở trên Ây dạ, dạ quang của dòng này cũng sáng đấy các bác ạ Dạ quang của kim giờ kim phút của nó sáng choang luôn cái này nó đang ban ngày nó khó nhìn đây dạ đây quang của nó nha các nhé ba <laughs> cái núm ở bên uh, trái thì các bác uh, dùng tay trái để mình uh, hiệu chỉnh thôi cũng không có gì khó cả lịch ngày ở góc 3 giờ chiếc này thì nó sử dụng pin thường hết pin là các bác đem đi thay và để các bác gửi lên đồng hồ quang lâm bên em thay pin chính hãng của Casio cho mã của chiếc này là EFR 558 chống nước 100m nước sử dụng mô đun 5599 các bác nhé hiện tại chiếc này bên em đang có giá bán là 2 triệu 600 và mã của chiếc này là 2891 giá nó phải rẻ đi khoảng tầm 60 so với lại các bác mua hàng mới rồi. Hôm nay em sẽ có một cái đồng hồ của Citizen Một chiếc hàng tồn kho và bị mất luôn cả chìa khóa luôn Nhưng mà em rất thích những chiếc đồng hồ có thiết kế kiểu tồn kho Cảm giác như là các hãng của Nhật như Seiko hoặc Citizen bây giờ Họ đang ở đỉnh dốc và đang xuống dốc Thiết kế càng ngày nó càng cảm giác nó càng xấu hơn so với thiết kế ngày xưa những thiết kế của những năm uh, 2000 hoặc là sau đấy một tí thì thì nó lại rất là đẹp nó càng ngày về đến gần đây thì những cái đời mới ra cảm giác nó cứ hay là mình không quen hay sao cảm giác nó không được bằng những cái thiết kế của ngày trước các bác có thể nhìn thấy những chiếc đồng hồ nó cách đây vài năm nhìn nó đẹp này mà thiết kế nó rất hài hòa mà nó chiếc này giá bao nhiêu đây 2 triệu 500 nghìn một chiếc hàng tồn kho mất chìa khóa rất lâu rồi đấy các bác nhé Chiếc này của Citizen Hosho theo bảo hành Valid only in Japan Chỉ có bảo hành tại Nhật thôi Đây là từ cái này từ những năm 2010 E111 S027179 Series number đây kan Kanazawa Ở tỉnh Kanazawa Ở thành phố Kanazawa các bác nhé Valid Only in Japan bán vào tháng 5 năm 2010. 11 năm à? Chưa qua sử dụng, còn nguyên. Ecodry. Nhìn cái là biết ngay là lâu rồi bởi vì là cái giấy này là lâu lắm rồi mới thấy cái giấy này. Bán ra 11 năm rồi chưa sử dụng các bác nhé. Thế mới hay. thế mới khó kiếm các bác nhỉ đây chiếc này của chúng ta vẫn còn nguyên thể tác này eco dry này một chống nước 100 mét nước này co hd sử dụng ánh sáng mở ra, bỏ ra sáng là chạy luôn không cần về. mà các bác nhìn đây này hơn chục năm rồi 12 năm rồi để trong hộp vẫn còn như thế này Cái này nó là dành cho các bác tay thật nhỏ Hoặc là dành cho các chị nữ Size 36 các bác nhé Size 36 đấy Và nó dày khoảng 9,9mm Cái này là dành cho các bác nam tay nhỏ Và các chị nữ tay to Size 36 Độc lạ luôn Không đụng hàng nó chạy bằng năng lượng Eco Dry, năng lượng ánh sáng không cần thay pin các bác nhé chúng ta sẽ có các cọc số dạ quang của nó đây Ui dồi, sáng lắm dạ quang đây các bác nhé chống nước 100m nước Citizen Eco Drive, Lịch ngày ở góc 3 giờ. Thiết kế thì cực kỳ cực kỳ đẹp. Hay tại lâu không nhìn cái kiểu thiết kế này hay sao mà nhìn nó rất là hay luôn các bác nhé. Nam tay nhỏ hoặc là dành cho nữ tay tay to tay vừa một chút. Thông số mặt sau. Japan mua Movement K in China lắp ráp và kiểm định tại nhà máy của Trung Quốc nhà máy của Citizen tại Trung Quốc và sản xuất cho thị trường nội địa Nhật các bác nhé Denchi Kokang Fuyo không cần phải thay pin và đúng không cần phải thay pin thật 10 năm rồi mà đây các bác thấy này bỏ ra ánh sáng phát nó vẫn nhảy tanh tách 10 năm đấy là từ lúc mua thế còn trước đấy sản xuất bao nhiêu năm nữa thì em không biết Đấy thì chiếc này hiện tại bên em đang có giá bán là 2 triệu 500 và mã của nó là 2883 các bác nhé. À quên chưa nói cái kính của này, cái kính của nó là kính khoáng cứng, chống xước đấy các bác nhé. Kính khoáng cứng chống xước. Tiếp theo là em sẽ trên tay tiếp với các bác một chiếc của Citizen. Chiếc này chạy bằng năng lượng Eco Drive Cũng còn đầy đủ hộp sổ Cái này là 1 triệu 950 Mã là 2948 Hàng đã qua sử dụng Lướt Và nó đã có những cái vết xước như thế này Trên khóa này Trên dây có tí xíu thôi Trên mặt kính không có xước Mặt kính khoáng cứng Đi kèm với chiếc này của chúng ta sẽ có Cái hướng dẫn sử dụng à đâu cái gì này? Cái này là cái thẻ bảo hành chiếc này được bán ra vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 2014 của bởi cửa hàng tên là Yodobashi Camera cái này có mã là AW1164 gạch ngang 53E có bốn cái mắt thừa cùng với lại hướng dẫn sử dụng ở trong năm cái mắt thừa kèm cái hướng dẫn sử dụng ở trong hộp các bác nhé Chiếc này thì nó rất là đơn giản có 3 kim một lịch thôi. Về tình trạng của nó thì các bác có thể thấy là nó còn rất đẹp. Đã qua sử dụng nhưng mà nó qua lướt thôi. Hầu như là không sử dụng mấy còn rất là đẹp. Mặt kính không có xước. Vành benzen cũng không có xước. Các bác nhé, tình trạng của nó còn khoảng 96-97%. Rất đẹp. Mặt đeo màu đen và làm rất đơn giản ba kim một lịch. Dạ quang này. Trên kim giờ, kim phút và 12 bộ cọc số này có dạ quang. Mặt kính khoáng cứng. Bên đây có một cái núm. Trước này thì sử dụng công nghệ Eco Drive dùng ánh sáng để duy trì năng lượng. Made in Japan. G810 là bộ máy của chiếc này. Chống nước của dòng này là 100 mét nước nhé. Đi mưa rửa tay, tắm giặt bơi lội, lặn ngụp, thoải mái. Size là size 40. Và độ dày là 10,4 mm Lắc tu lắc là 46,6. Với size 40 này nó phù hợp với lại các bác có cổ tay tầm 15 trở lên là các bác đeo đẹp. Tay em 16.5 em đeo rất đẹp. Chiếc này của bên em có giá là 1 triệu 950. Các bác nào quan tâm uh, chiếc đồng hồ này thì có thể liên hệ với bên đồng hồ Quang Lâm. Với uh, mã của chiếc này là 2948 các bác nhé. 2948 Ây tám vẫn còn uh, một ít nữa. Nhưng mà thôi hôm nay có khi em sẽ trên tay với các bác uh, như vậy. Uh, kể hẹn các bác uh, ngày mai hoặc ngày kia. Quang Lâm sẽ lại tiếp tục trên tay với các bác uh, một số mẫu khác nữa trong quá trình xem video các bác thích mẫu nào thì có thể click vào đường link em để ngay phía dưới phần miêu tả của video hoặc để tham khảo thêm mẫu thì các bác có thể vào website đồng hồ quang lâm.com và tại ô tìm kiếm thì các bác có thể bấm mã số hoặc là tên của đồng hồ để các bác có thể lựa chọn ngoài ra thì các bác có thể alo trực tiếp cho bên em theo số điện thoại hotline 0834696699 hoặc là số điện thoại mới bổ sung là 0915559883 ở trong quá trình xem video thì các bác thích mẫu nào thì hãy nhớ cái mã số và liên hệ với bên em đồng hồ quang lâm với phương châm là nói thật giá thấp trong video như thế nào thì các bác sẽ nhận hàng đúng như vậy hoặc là đẹp hơn Ở trong quá trình đấy thì rất mong các bác sẽ tìm được những chiếc đồng hồ đẹp ưng ý phù hợp với sở thích và nhu cầu quang lâm xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo